Hôm nay em về thêm được một số micro dây các bác ha. Đấy, những dòng micro mà em hay bán này. Mic Nhật Tomahawk này, mic Mỹ Soundtrack Pro 600 ha. Và có thêm mic Đức IMG loại có dây ha. Đây em có loại không dây nữa. Đấy, không dây và có dây của IMG em có hết ha. Đấy, dòng mic Đức này các bác này, hát cực kỳ hay luôn. Đây là những dòng micro giá bình dân ha. Rồi, đầu tiên em quay cho các bác xem cái dòng mic rẻ nhất bên em ha. Đây là dòng mic Tomahawk. Em bán rất là nhiều rồi. Đấy, và sẽ bán dòng này luôn ha. Nó dòng này nó dễ tiếp cận các bác, giá bình dân ha, nhưng mà hát rất là hay trong cái tầm giá này. Đấy, cái tiếng của mình lên cao là tuyệt đối là không có bị vỡ tiếng ha. Đấy, nó chân thật, nó rõ ràng ha. Đấy, đặc trưng của dòng mic Nhật này, giá rất là mềm thôi. Đây các bác xem thương hiệu Tomahawk này và Made in Japan các bác này. Đấy, Made in Japan ha, chữ khắc chìm hết. Cái này thì em tháo cái cũ ra này, tháo cái đầu chụp ra em quay cho các bác xem. Đấy, những cây này thì còn đẹp lắm, hầu như là còn cực kỳ mới ha. Rồi em về được vài cây, nút tắt mở này các bác này. Tắt mở ha, tay kim loại cầm rất là đầm tay. Đây là bên trong cái củ đây. Đấy, cái củ mic đây các bác này. Cái đời này nó có cái loại nhái nữa, nhái nó cái đầu nó bằng inox ha, còn cái đầu zin của nó là đầu này này. Rồi. Rồi phía trên có dòng chữ Tomahawk này. Và đây ha, Made in Japan đây. Tomahawk Made in Japan. Dòng mic ngon bổ rẻ. Đấy. Rồi, mic Nhật Tomahawk ha, các bác hát karaoke. Cực hay trong cái tầm giá luôn các bác, trong cái tầm tiền của nó ha, là cực hay rồi. Tiếng rất là rõ ràng, trung thực. Rồi em có xin báo giá với các bác luôn. Đấy, đi kèm với dây này ha. Thì cái dây này thì em bán cho cả ba loại mic luôn. Đấy. Dây Gemini ha, dài 6m. Đấy, dây xịn các bác. Không có tín hiệu ù xì gì đâu ha, cắm vô là ăn luôn các bác, không có bị rè, không có bị sôi gì hết. Đấy, dòng dây này rất là tốt ha các bác ha, xài rất là bền. Đấy, và một cây ha. Em báo giá một cây. Đấy, một cây và một dây như vậy là 800.000 ha. Một cây mic và một dây 6m là 800.000 bao ship này. Đấy, còn bác nào mà nhà có dây rồi thì mua mic không ấy, nó là 600 ha. Mic không là 600 các bác, còn cả dây là 800 ha, bao ship. Rồi, và tiếp theo là dòng mic Mỹ Soundtrack Pro 600. Đấy, dòng này thì em cũng bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, hai cái dòng này ha, em bán xưa giờ rồi. Rất là nhiều ha. Đấy, các bác ủng hộ rất là nhiều và các bác cũng khen rất nhiều ha. Ngon bổ rẻ, tiếng nó hay. Soundtrack Pro 600 đây. Đấy. Cây này thì nặng hơn cây Nhật ha, nặng hơn, cầm nó đồng hơn. Cây nào cũng đẹp hết, em về cây nào cũng đẹp hết ha. Ít cây bị chày lắm các bác, hiếm lắm. Chỉ có xước dăm dăm rất là nhẹ thôi. Nhiều cây nó không xước luôn. Đấy, Soundtrack Pro 600, tiếng của nó là cực kỳ sáng ha. Tiếng dòng này cực kỳ sáng luôn. Hát nó bay tiếng các bác. Rồi, có một cây thì em tháo cái cổ mic ra này. Đây, cái đầu chụp đây ha. Tháo đầu chụp ra. Rồi, đây là cái đầu bên trong cái cổ mic đây. Đấy, bên trong để thương hiệu Soundtrack Pro Audio này. USA các bác này. Đấy, cổ mic rất là cao cấp ha. Rồi, dưới đây là cái đầu cắm dây này. Đấy, Made in USA ha. Dòng này thì bán rất là chạy rồi. Rất là nhiều luôn các bác. Soundtrack Pro 600 của Mỹ này, các bác rất là thích ha. Rồi, tiếng mình rất là chân thật luôn ha. Nó sáng tiếng mà nó chân thật nữa. Đấy, dòng mic này. Rồi, em cũng xin báo giá với các bác luôn. Đấy, một cây và một dây ha. Đấy, vẫn là dây này thôi. Đấy, một cây và một dây là 1.400.000 ha. Một cây một dây là 1.400.000 bao ship. Còn các bác mà mua tay mic không á, thì nó là 1.200.000 ha. 1.200.000 một cây này. Còn cả dây là 1.400.000 bao ship ha. Rồi, và cuối cùng là mic Đức IMG. Đấy, dòng mic này thì em mới bán gần đây thôi. Nhưng mà công nhận là chất tiếng của nó cực kỳ hay các bác. Đấy, dòng này ha. Đấy, nó còn chống hú tốt hơn là cái dòng Mỹ nữa. Đấy, nói về độ chống hú ha thì nó tốt hơn thằng Mỹ. Còn sáng tiếng thì nó cũng tương đương nhau. Đấy, nó lợi một cái là nó chống hú tốt hơn ha. IMG. Đấy, cái tiếng của mình lên rất là trung thực luôn. Đây, cái này thì nó có hộp ha. Đây, về có hộp. Nay em về được 6 cây. Đây em mở 3 cây ở trên cho các bác xem này. Quay 3 cây ha. Đây cái model của nó này.
DM3400 ha. Đấy, DM3400. Đấy, Game Mini các bác. Đấy, Game Mini ha. Mic IMG, thương hiệu IMG của Đức này. Rồi, bên trong thì có một cái bao da. Đây, bên trong là một cái bao da ha. Và một cái đồ chống này. Đấy, đồ chống ha. Đấy, bên trong đấy. Rồi, và em quay mic cho các bác xem. Đấy, thương hiệu DM3400 này. IMG các bác này. Đây, dưới đây có dòng chữ khắc chìm đây ha. Made in Germany các bác. Đấy, Made in Germany ha, ở dưới đây này. Đấy, mic Đức về ha. Cực kỳ hay, dòng này. Siêu hay luôn các bác. Đấy, chống hú tốt là thích rồi. Rồi, đây em có mở một cái đầu chụp ra này. Mở ra quay cho các bác xem cái cũ ha. Đấy, IMG DM3400 này. Made in Germany các bác này. Đấy, cũng mic đây ha. Trong này các bác hát rất là sướng luôn. Dòng IMG của Đức này, cực kỳ sướng luôn các bác. Đấy, những cái mic này em trải nghiệm hết rồi ha. Rất là hay thì em mới bán trong cái tầm giá nó tốt nữa. Rồi, em có xin báo giá với các bác luôn. Đấy, một cây mic Đức ha, IMG với lại một dây. Đấy, một cây một dây là 1.750.000 ha. Đấy, một bộ như vậy này, 1.750.000 là em bao ship này. Đấy, 1.750.000 một cây như vậy ha. Rồi, các bác nào mà mua mic không á thì mình cứ trừ ra 200 ha. Bộ dây này chỉ giá là 200.000 này. Đấy, mình mua mic không thì cứ trừ ra 200 ha. Còn một bộ như vậy là 1.750.000 em bao ship này. Để bất nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây, 0981 384842. Rồi, em có xin chào các bác nhé.